Chào các bạn học sinh thân mến, chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 7 thường, cùng nhau giải sách bài tập tiếng Anh của Mai Lan Hương và Nguyễn Thanh Loan. Hôm nay chúng ta làm bài số 15, bài test của bài số 15, trang 111, 112, 113. Hôm trước chúng ta đã làm bài số 4 rồi, hôm nay chúng ta qua bài 5, La Mã. Rồi, đối với tập bài này các bạn lưu ý này, đặt câu hỏi cho các từ gạch chân nghĩa là sao, các bạn phải đặt câu đó lên, đọc cái câu đó lên ha. Chúng ta thấy cái từ gạch tên cái gì, chúng ta dịch, bắt đầu dịch này, chúng ta sẽ hỏi, chúng ta phải tìm từ để hỏi. Sau khi tìm được từ để hỏi rồi thì chúng ta phải xem trong câu có to be hay không. Nếu có to be và các modal verb thì chúng ta xài lại, mà không có thì chúng ta phải mượn trợ động từ. Ở hiện tại chúng ta xài do the, ở quá khứ chúng ta xài did. Bây giờ chúng ta làm câu 1 nè. Cô ấy sống ở miền quê trong vòng 12 năm. Vậy là cô ấy sống ở miền quê bao lâu rồi? Chúng ta sẽ viết bao lâu, chúng ta nhớ bao lâu, chúng ta hỏi how long nhé. Rồi câu này không có to be mà chỉ có động từ thường ở quá khứ nữa. Vậy thì chúng ta mượn trợ động từ did để đây, viết lại chủ nghĩa là see. Sau khi mượn trợ động từ did rồi, chúng ta phải xài được từ nguyên mẫu là live. Viết tiếp in the country. In the country. Sau đó là chấm hỏi. Nhưng cái phần gạch chân là chúng ta không viết lại nữa. Và câu này có nghĩa là cô ấy đã sống ở miền quê bao lâu rồi. Câu số 2, trẻ em thì sẽ đi tới trung tâm giải trí. Trẻ em đang đi tới trung tâm giải trí ngay bây giờ. Và chúng ta sẽ hỏi là trẻ em đang đi đâu. Bây giờ trẻ em đang đi đâu? Đi đâu là where. Bây giờ có to be, chúng ta xài lại to be là a. Where are the children? Where are the children going to now? Going now? Chấm hỏi. Câu số 3, Hoa cảm thấy sợ hãi khi cô ta băng qua đường. Vậy là Hoa cảm thấy như thế nào khi ấy cô ấy băng qua đường, thế nào là how. How the đây là quá khứ rồi và chúng ta xài did. How did Hoa feel. Đằng sau trợ động từ chúng ta xài động từ nguyên mẫu là feel. When she crossed the road. Cross the road. How did Hoa feel when she crossed the road? Rồi chúng ta qua câu số 4. Trẻ em nên tham gia các hoạt động bên ngoài với bạn bè của họ. Vậy chúng ta sẽ hỏi là trẻ em nên làm cái gì? Cái gì là what? Bây giờ có should, chúng ta phải xài là should thôi. Viết lại chủ ngữ là children. Children. Và chúng ta thêm làm cái gì, chúng ta phải thêm từ do vào. What should children do? Trẻ em nên làm cái gì? Câu số 5, chú của Hoa mua cho cô ấy một cái xe đạp. Vậy là chú của Hoa mua cho cô ấy cái gì? Cái gì là what? Bây giờ chủ ngữ là chú của Hoa và động từ là bought là quá khứ của buy. Vậy chúng ta phải mượn trợ động từ did để ở trước chủ ngữ. What did Hoa uncle? What did Hoa uncle buy her? Rồi câu số 6, có hàng ngàn quyển sách ở thư viện đúng không? Bây giờ có bao nhiêu? Có bao nhiêu? Các bạn nhớ xài how many. Khoảng số lượng how many. Bây giờ book này. How many books are there in the public library chấm hỏi. Rồi câu số 7 này, tôi sẽ đi thăm bà của tôi vào chủ nhật này. Vậy là sẽ đi sẽ làm cái gì? Chúng ta phải what? Are you going to do this Sunday? Bạn sẽ làm cái gì vào chủ nhật này? Tôi sẽ đi thăm bà. Rồi họ hiếm khi ăn bên ngoài bởi vì nó quá mắc. Tại sao họ hiếm khi ăn bên ngoài? Chúng ta sẽ hỏi với why. Ở đây không có to be, chúng ta phải mở trợ động từ why the. Bây giờ đây thì phải giải đu why do they really eat out. Chúng ta hỏi. Rồi chúng ta qua bài 6, số 7.